Thưa quý vị và các bạn, ngày nay cơ giới hóa đã được áp dụng vào trong canh tác lúa. Tuy nhiên, tại vùng tôm lúa huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, bà con nơi đây vẫn thu hoạch lúa bằng lưỡi hái và xúc lúa bằng thùng xúc. Và đặc biệt, lúa ở đây được canh tác theo hướng hữu cơ, cho nên ngày càng khẳng định được thương hiệu gạo thơm tôm sạch. Do đặc điểm trồng lúa trên nền đất nuôi tôm ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đất mềm dễ lún sình lầy, nên người dân vẫn giữ hình thức thu hoạch lúa bằng tay, tuốt lúa bằng máy nhỏ. Đây là hình thức thu hoạch phổ biến ở miền Tây Nam Bộ trước khi có máy gặt đập liên hợp ra đời. Đất lầy quá, máy mà gặt đập liên hợp đâu có vô được. Ở đây thì mình phải suốt, mình tự cắt tay. Cái máy suốt này đó giờ có khoảng 20 năm rồi, năm nào cũng xài hết. Suốt vòng vòng sớm, vòng vòng ấp mình vậy đó. Cắt tay hồi đó tới giờ luôn. Ta cắt rẻ lúa sập vậy là công phải 900. Rồi suốt công 300 nữa, thành ra công ra tới 1,2 triệu tầm lớn mình đó nha. Chứ còn ấy, lúa đứng thì nó cắt là 700. Vào mùa vụ, nghề gặt lúa thuê cũng đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông nhàn tại địa phương, giúp cho họ có thêm nguồn thu nhập khá. Tranh thủ thời gian không có việc làm đó, rồi mình người ta mướn thuê mình bằng lúa thì đi mặn. Mướn tới đâu cắt tới đó rồi vụ nghỉ vậy. Khoảng cỡ chừng người khoảng cỡ 4 triệu. Mấy năm trước thì ổng cắt nhiều, năm nào ổng cũng cắt, nhân tôi thì được tôm. Nay tôm làm như hơi ít rồi, qua cắt lúa đầu mùa vậy. Người cũng mấy triệu đó. Rồi vụ này chắc hai chồng có 9 triệu á.